Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Chiến sự Ukraine ngày 13 tháng 4, Nga tấn công mạnh, Chasovia chìm trong khói lửa. Cuộc bắn phá các mục tiêu Ukraine tại Chasovia bằng hỏa lực của Nga đã vượt xa đáng kể về mật độ và sức hủy diệt so với chiến dịch đánh chiếm Bakhmut năm 2023. Nga dìm Chasovia trong khói lửa, mật độ hỏa lực cao hơn hẳn Bakhmut. Để mở đường cho các mũi xung kích tấn công vào trung tâm thành phố, pháo binh và không quân Nga liên tục tổ chức các đòn tập kích hỏa lực dữ dội vào các vị trí của quân đội Ukraine trong thành phố. Theo đó, pháo binh và không quân Nga đang hoạt động dọc theo vùng ngoại ô phía nam khu vực Kherson. Hoạt động được quan sát từ tòa nhà trên phố Borislavskaya và Vineskaya, gần khu bảo tồn tại Stobochki và Golosboskoye. Các hệ thống súng phun lửa TOS-1A Sonsbeck nặng hơn nhằm mục tiêu vào các thành trì của đối phương đang chặn lối vào vùng ngoại ô cửa phía nam Chasovia và kênh đào Sevesky Donetsk Donbass. Hậu phương Ukraine cũng chịu áp lực khi UAV trinh sát của Nga đang theo dõi thiết bị đối phương bên ngoài thành phố. Đoạn phim ghi nhận một chiếc máy đào hào BAT-2 bị phá hủy tại phía nam Chasovia trong khu vực Stubochek, cho thấy các nỗ lực của Ukraine đang diễn ra nhằm tiến hành xây dựng chiến hào phòng thủ tại hữu ngạn kênh đào. Trọng tâm chính của lực lượng Moscow trong giai đoạn này dường như là đẩy đối phương ra khỏi khu vực rừng rậm phía nam thành phố để đảm bảo hướng tiếp cận kênh đào và vùng ngoại ô phía nam thành phố. Kênh Suryakmep cho biết cuộc bắn phá Chasovia bằng hỏa lực của Nga đã vượt xa đáng kể so với chiến dịch đánh chiếm Bakhmut năm 2023. Bom dẫn đường đã cách mạng hóa động lực của mặt trận. Bom tương đối rẻ tiền, không yêu cầu độ chính xác cao nhưng gây sát thương đáng kể trong khu vực xung quanh vụ nổ. Loại vũ khí này đóng vai trò quan trọng giúp Nga phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Avdiivka và vẫn tiếp tục như vậy đối với hệ thống chiến hào tại Chasovia. Chúng ta không nên mong đợi sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine chỉ bằng những quả bom dẫn đường này, nhưng chúng ta sẽ thấy Nga đẩy nhanh tiến độ như thế nào nhờ sức mạnh hủy diệt của chúng. Tuy nhiên, máy bay Nga ném bom một cách có hệ thống và chính xác như phẫu thuật chứ không phải là sử dụng một cách bừa bãi. Ukraine tiếp tục bị đẩy lùi tại Avdiivka. Tại khu vực Avdiivka, lực lượng Nga đã thành công trong việc đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi vùng ngoại ô phía bắc Berdychi. Các trận chiến đang diễn ra tại những khu định cư gần đó. Ở tây nam Avdiivka, các mũi xung kích của Nga nhờ các hoạt động tấn công tích cực đã tiến vào vùng ngoại ô phía nam của làng Umanskoye. Các mặt trận khác ít thay đổi. Kênh Ryba đưa tin, lực lượng Moscow một lần nữa tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và công nghiệp trên khắp các khu vực khác nhau của Ukraine. Ở Zaporizhia, mục tiêu là nhà máy Motoshich, nơi có ít nhất 3 vụ tấn công được xác nhận. Ở Sumy, nhiều vụ nổ xảy ra ở gần nhà ga. Các cuộc giao tranh cục bộ vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực Vremensky, trong đó lực lượng Moscow nhằm vào các vị trí hậu phương của đối phương. Cây cầu nối Bolshaya, Novosheka và Vremenka đã bị phá hủy. Kênh Suryatmep đưa tin, tại Bắc Soleda, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến mới về phía tây bắc Berestove. Lực lượng của họ hiện cách khu định cư Vymka 3,5 km. Tình hình rất tồi tệ đối với quân đội Ukraine tại Novomikhailivka, nằm giữa Marinka và Uleda. Quân đội Nga đẩy từ phía Bắc và phía Nam, buộc quân Ukraine phải rút lui khỏi chiến hào phía Nam của thị trấn về phía Parapskovka. Deep State, Nga chiếm Bodanovka, tiến vào Chasovia từ Đông Bắc. Ukrainska Pravda đưa tin, kênh Deep State của Ukraine xác nhận lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Bodanovka, một ngôi làng chấn giữ hướng Đông Bắc Chasovia. Ngoài ra, Nga còn tiến gần Chasovia, Novokalinovo và Tonenko thuộc vùng Donetsk. Trước đó, Deep State cũng xác nhận vào ngày 10 tháng 4, lực lượng Moscow đã chiếm được Pevomaiskoye, cuộc chiến giành ngôi làng kéo dài suốt một năm rưỡi. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga dồn dập tấn công Novopavlovsk. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 12 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine thống kê, trong 24 giờ qua, 81 cuộc đụng độ đã diễn ra trên mặt trận, đối phương phóng 2 tên lửa, thực hiện 2 cuộc không kích và 116 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong suốt 24 giờ, máy bay Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào 12 khu vực tập trung nhân sự, vũ khí trang bị và 4 hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Ngoài ra, một tên lửa KH-59 đã bị phòng không Ukraine phá hủy. Các đơn vị tên lửa đã phá hủy 2 hệ thống phòng không và 1 trạm tác chiến điện tử của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương tại Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Marinka, Orekhov, Zaporizhia. Nga không tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Kupiansk và Liman, trong khi tại Kherson, họ chưa từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper trong khu vực làng Krynky với 5 cuộc tấn công bất thành, báo cáo viết. Ukraine thảo luận với Italia để tìm kiếm tên lửa phòng không.
European Pravda đưa tin Ngoại trưởng Dmitry Kuleba đã thảo luận với Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani về việc tìm kiếm hệ thống phòng không cho Ukraine. Bộ trưởng Kuleba lưu ý rằng ông đã thảo luận các bước cụ thể về phương thức để Italia, nước chủ trì G7, có thể tham gia tích cực vào việc tìm kiếm các hệ thống phòng không và đưa ra các quyết định phối hợp về việc chuyển giao các hệ thống. Ngoại trưởng Kuleba cảm ơn người đồng cấp vì sự ủng hộ nhất quán của ông đối với Ukraine. Nguồn cung cấp hơn 1 triệu quả đạn pháo cho Kiev đã được tìm thấy. European Pravda đưa tin, sau hội nghị thượng đỉnh tại Vilnius, Tổng thống Czech Petro Pavel nói rằng đã tìm thấy được nguồn cung cấp bên ngoài châu Âu hơn 1 triệu loại đạn pháo trên toàn thế giới để cung cấp tới Ukraine. Theo ông, mong muốn của Cộng hòa Czech là cung cấp cho Ukraine càng nhiều đạn dược càng tốt trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi đã xác định được khoảng 800.000 quả đạn pháo cỡ nặng 155mm cho Ukraine. Con số này đã đúng vào thời gian trước, bây giờ nó đã tăng lên hơn 1 triệu, ông Pavel nói. Theo ông, sáng kiến của Séc không phải là sáng kiến duy nhất. Ông nói thêm, Estonia và Anh đang phát triển một hệ thống tương tự và Pháp cũng đã lên tiếng về điều này. Theo Tổng thống Pavel, Ukraine cần rất nhiều đạn dược vì nước này đang chờ đợi một cuộc tấn công của Nga vào những tháng mùa hè. Đối với Ukraine, điều quan trọng thứ yếu là đạn dược sẽ đến từ đâu và ai sẽ cung cấp, Tổng thống Séc nói thêm. Hữu hạn Kherson dự kiến sẽ được dọn sạch bom mìn vào cuối năm 2025. Ukrinform đưa tin, ông Alexander Prokudin, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước vùng Kherson do Ukraine kiểm soát cho biết, bên hữu hạn của vùng Kherson do Kiev kiểm soát dự kiến sẽ được dọn sạch bom mìn vào cuối năm 2025. Ông Prokudin nói, vào tháng 8, chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi sẽ giả phá bom mìn trong vòng 10 năm. Tuy nhiên bây giờ, nhờ cơ quan khẩn cấp của vùng, cảnh sát và lực lượng vũ trang, chúng ta phải hoàn thành giả phá bom mìn bên bờ phải vào cuối năm 2025. Theo ông, hiện có 1.100 lính công binh đang làm việc trong khu vực. Họ đã rà phá diện tích 245.000 hecta. Ông Zelensky sa thải phó tránh văn phòng tổng thống. European Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sa thải phó tránh văn phòng tổng thống Andrei Shibiga, người đáng lẽ dự kiến được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Nội dung sắc lệnh của ông Zelensky nêu rõ, cách chức Shibiga Andrei Ivanovich khỏi chức vụ phó tránh văn phòng tổng thống Ukraine. Trước đó người ta biết rằng ông Shibik sẽ thay thế cho ông Nikolai Tochitsky làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Bộ Ngoại giao. Ông Shibika từng là đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016 đến năm 2021, sau đó là phó tránh văn phòng tổng thống kể từ cuối tháng 5 năm 2021, nơi ông chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại. Thụy Sĩ trưng cầu dân ý để có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga. Bloomberg đưa tin, một nhóm các nhà hoạt động được Đảng Nhân dân Thụy Sĩ cực hữu hậu thuẫn đã thu thập chữ ký để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tình trạng trung lập của đất nước có thể làm suy yếu các biện pháp trừng phạt của nước này đối với Nga. Những người khởi xướng cuộc trưng cầu dân ý đề xuất ghi vào hiến pháp Thụy Sĩ tình trạng trung lập vũ trang vĩnh viễn và cấm tham gia vào bất cứ liên minh phòng thủ nào trừ khi đất nước bị tấn công. Cuộc trưng cầu cũng đề xuất ngăn chặn việc Thụy Sĩ tham gia bất cứ biện pháp cưỡng chế phi quân sự nào, bao gồm các biện pháp trừng phạt trừ khi được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp thuận. Vì Nga và Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, nên việc thông qua sáng kiến này trên thực tế có nghĩa là Thụy Sĩ sẽ không bao giờ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với họ, bởi vì các nước kể trên sẽ có thể ngăn chặn quyết định tương ứng tại Liên Hợp Quốc bằng quyền phủ quyết của mình. Hiện vẫn chưa rõ chính xác khi nào cuộc trưng cầu dân ý về tính trung lập của Thụy Sĩ sẽ diễn ra. Hiến pháp quy định rằng chính phủ và quốc hội phải thảo luận về vấn đề trên và nếu cần thiết đưa ra những đề xuất phản đối về vấn đề đang được xem xét. Theo Bloomberg, toàn bộ quá trình tiến đến cuộc trưng cầu dân ý có thể mất một vài năm. Thụy Sĩ có truyền thống trung lập lâu đời, nhưng sau cuộc xung đột toàn diện Nga-Ukraine vào năm 2022, họ đã quyết định tham gia các lệnh trừng phạt của EU và cũng tăng cường hợp tác với NATO. Chính phủ Thụy Sĩ tin rằng những bước đi này không mâu thuẫn với tính trung lập của đất nước, trong khi những người chỉ trích thì nghĩ ngược lại. Điều này trùng lập với các cuộc thảo luận ở Thụy Sĩ về việc liệu tính trung lập có gây hại tới sự phát triển kinh tế của đất nước hay không, đặc biệt là trong vấn đề bán vũ khí. Ukraine khuyến cáo người dân nên chuẩn bị cho khả năng mất điện. Kiev Independent đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushenko hôm ngày 12 tháng 4 nói, người dân Ukraine nên chuẩn bị đối mặt với tình trạng mất điện có thể xảy ra vào mùa xuân hoặc mùa hè trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Moscow gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, phá hủy một số nhà máy nhiệt điện trên khắp đất nước, bao gồm cả nhà máy Chipilia, cơ sở cung cấp điện chính tại các tỉnh Kiev, Zhytomyr và Cherkasy. Vào tháng 3, các cuộc tấn công được cho là đã làm hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn 80% công suất sản xuất nhiệt điện của Dertek, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine. Theo ông Halushenko, hệ thống năng lượng của Ukraine hiện đang hứng chịu hàng loạt các cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Nga. Trong 3 tháng qua, Nga đã tiến hành khoảng 30.000 cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, hệ thống năng lượng của Ukraine đang hoạt động khá ổn định, bất chấp hàng loạt cuộc tấn công của Nga, Bộ trưởng nói trên truyền hình quốc gia. Theo Bộ trưởng Halushenko, khả năng thiếu hụt năng lượng điện có thể phụ thuộc vào tác động của các cuộc tấn công tiếp theo của Nga đối với hệ thống năng lượng của Ukraine.
Khi được hỏi về khả năng mất điện vào mùa thu năm 2024, Halushchenko trả lời rằng việc mua máy phát điện và sạc dự phòng là rất đáng giá. Halushchenko nói, hãy mua chúng, máy phát điện và pin dự phòng, hãy sẵn sàng, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng bạn không cần chúng. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cảnh báo Iran sớm hay muộn sẽ tấn công trả đũa Israel, song Washington khẳng định sẽ khiến kế hoạch của Iran thất bại. Cùng với đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, lực lượng quân đội Mỹ đã thực hiện những thay đổi để đảm bảo cho việc chuẩn bị trước cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và lực lượng ủy nhiệm, cũng như khả năng tự vệ của Israel. Tôi không muốn đề cập đến thông tin bảo mật, nhưng tôi đoán là Iran sớm hay muộn sẽ tấn công Israel. Đừng tấn công vào Israel. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ Israel, và Iran sẽ không thành công. Mỹ và đồng minh Israel đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ đề phòng nguy cơ Iran tấn công trả đũa Israel trong những ngày tới. Cùng với đó, thì Mỹ và một số nước trong đó có Anh, Pháp đã khuyến cáo nhân viên chính phủ của mình ở Israel, đồng thời khuyến cáo công dân tránh đến khu vực trong giai đoạn căng thẳng này. CBS News dẫn lời hai quan chức giấu tên của Mỹ nói rằng Iran có thể thực hiện một vụ tấn công quy mô lớn với hàng chục tên lửa và hơn 100 máy bay không người lái nhằm vào các lợi ích của Israel sớm nhất là cuối tuần này. Nguồn tin cũng khẳng định nếu kịch bản đó xảy ra, Washington sẽ cố gắng ngăn chặn bất kỳ vũ khí nào nhắm vào Israel. Theo một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này đang chuyển thêm khí tài quân sự tới Trung Đông để đảm bảo sự bảo vệ của lực lượng Mỹ trong khu vực và tăng cường nỗ lực dàn đè. Trong khi đó, thì Lầu Năm Góc cũng đang nỗ lực để tăng cường khả năng phòng không cho quân đội Mỹ đóng quân ở Iraq và Syria. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này đã sẵn sàng tự vệ trên bộ và trên không với sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác. Quan hệ giữa Israel và Iran leo thang căng thẳng gần đây sau khi Tehran cáo buộc Israel không kích tên lửa, phá hủy tòa nhà lãnh sự trong khu sứ quán Iran ở thủ đô Damas, Syria hôm 1 tháng 4. Vụ tập kích đã khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 7 thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Sau vụ việc trên, Iran tuyên bố đáp trả cứng rắn Israel và cảnh báo không đại sứ quán nào của Israel trên thế giới còn an toàn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức tới Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo đạt được sự đồng thuận về việc tái cân bằng thương mại với Trung Quốc. Theo tuyên bố từ Điện Élysée, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đi đến nhất trí sẽ đàm phán với Trung Quốc để đạt được sự tái cân bằng thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức sẽ đến thăm Trung Quốc trong ngày hôm nay. Và mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Bắc Kinh vẫn đang căng thẳng sau khi khối 27 nhận định Trung Quốc đang phá vỡ sự cân bằng thị trường châu Âu khi xuất khẩu hàng loạt các sản phẩm giá rẻ vào thị trường này. Dự kiến trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, Thủ tướng Scholz sẽ hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường ở Bắc Kinh. Ngoài ra, ông Scholz cũng sẽ đến thăm hai thành phố Thượng Hải và Trùng Khánh. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp cũng tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài và kiên định đối với Ukraine và thảo luận về các sáng kiến của châu Âu trong việc hỗ trợ quân sự cho nước này. Tổng thống Pháp cho biết sẽ tới thăm Ukraine trong những tuần tới, tuy nhiên chưa đưa ra thời gian cụ thể. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo tiếp tục xóa 7,4 tỷ đô la Mỹ nợ sinh viên cho 277.000 người. Quyết định này sẽ nâng tổng số tiền giảm nợ đã được chính quyền Biden-Harris phê duyệt lên 153 tỷ đô la Mỹ cho 4,3 triệu người Mỹ thông qua nhiều chương trình khác nhau. Đợt xóa nợ mới nhất này diễn ra sau những thay đổi gần đây của Bộ Giáo dục Mỹ, cùng với ghi nhận về sự cải thiện trong quá trình giám sát kế hoạch trả nợ theo thu nhập và tuân theo chương trình xóa nợ đối với dịch vụ công. Nếu được thực hiện, chính phủ Mỹ sẽ xóa nợ sinh viên cho hơn 30 triệu người Mỹ khi kết hợp với các hành động mà ông Biden đã thực hiện trong 3 năm qua. Ngoài ra, đợt này, chính quyền Tổng thống Biden cũng đưa ra một kế hoạch trả nợ mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để xóa nợ cho những người vay có thu nhập thấp. Thưa quý vị, đường phố ở thủ đô Bangkok của Thái Lan trở nên nhộn nhịp trong lễ hội té nước Songkran, đánh dấu thời khắc bước sang năm mới theo lịch của người Thái. Người dân Thái Lan và khách du lịch nước ngoài đã hòa mình vào các hoạt động sôi động tại lễ hội té nước này. Người dân Thái Lan cùng du khách nước ngoài đã đổ đến Khao San, khu phố Tây nhộn nhịp ở Bangkok, mang theo đủ loại súng phun nước để hòa mình vào màn té nước đặc trưng của Tết Songkran. Các trận chiến súng nước đã phần nào làm dịu đi cái nóng của thành phố này. Tết Songkran có ý nghĩa với tôi vì đây là dịp tôi có thể gặp lại những người bạn mà tôi chưa từng gặp lại kể từ thời trung học hoặc là đại học. Thật là vui khi được gặp lại những người bạn cũ. Đối với du khách nước ngoài, lễ hội té nước mang đến những trải nghiệm cũng vô cùng thú vị.
Lễ hội tại nước sông Kran mang đến một thế giới hoàn toàn khác. Chúng tôi yêu thích lễ hội này. Chúng tôi vừa đáp chuyến bay tới Thái Lan và thật tuyệt vời khi được đến đây dự lễ hội. Té nước là một nghi lễ quan trọng của lễ hội Songkran, tượng trưng cho sự tẩy rửa, tôn kính và may mắn. Ngoài Bangkok, lễ hội Songkran năm nay được tổ chức tại các tỉnh thành ở Thái Lan và kéo dài cho đến hết tháng 4. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết lễ hội Songkran năm nay đặc biệt khi kỷ niệm dấu mốc lễ hội được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 6 tháng 12 năm 2023.